Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai để xem họ mang đến cho chúng ta câu chuyện gì đây. Mời quý vị dành tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Út Thận. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Tuấn Anh, hôm nay em 28 tuổi và em tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại của em là thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Còn em? Dạ, em chào anh chị. Em tên là Kim Hiếu, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em là dược sĩ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, cách đây 11 năm. Là hai đứa em là học chung cấp 3 với nhau. Là lúc đó là 15, 16 tuổi đúng không? 16 tuổi, lớp học lớp 11. Dạ, lúc đó là vợ em á, là ngồi ngang hàng bàn với em. Em thì khi mà học bài cái mình ngủ gục á, cái mình gục bàn xuống cái mình nhìn qua, mình thấy cô này lúc nào cũng cười hết trơn, mà cười tươi lắm, cái ấn tượng lắm. Lúc đó là em mắc cười là bởi vì do ông gục xuống bàn hay sao vậy? Dạ, dạ không, lúc đó em không có biết là chồng em đang nhìn em, là em chỉ nói chuyện với con nhỏ kế bên thôi. Còn ông này là trong lúc học là ông buồn ngủ, ông nhìn lén. Nhìn lén. Chắc là từ lúc đó đã để ý cô này đúng không? Dạ để ý anh. Cái mình đợi cái dịp 20 tháng 11 á, đi chơi đầm sen nước á. Cái mình có cơ hội rồi, mình mới mong em mình tới mình chơi chung với đám bạn. Nhưng mà không biết làm sao, không biết làm sao để gây ấn tượng. Cái mình mới chơi trấn nước á. Trời. Chơi gì? Trấn nước à. Gây ấn tượng bằng cách là trấn nước em. Trấn nước bồ. Dạ đúng rồi, ấn tượng gì dại lắm. Cứ lật phao cho em chìm xuống dưới, em uống nước đã rồi xong em ngóc đầu lên. Lúc đó em cũng khó chịu lắm. Xong em cũng chơi lại gạt chân, nắm đầu lôi xuống mà em là không lợi. Mạnh quá mà đúng không? Dạ, đúng rồi. Là buổi sau về là nghỉ học luôn, bệnh. Rồi tụi em thương nhau từ lúc nào? Nếu mà yêu nhau á là do nó là một đêm mưa định mệnh á anh. Đêm mưa định mệnh. Có người này là bị nước là giống như là gắn liền với nước thì sao á trời. Trấn nước rồi và yêu nhau là trong cơn mưa định mệnh. Có nghĩa là cái ngày mà 26 tháng 3 đó là cắm trại trong trường á, chơi xong về cái hai đứa đạp xe về chung nhau đó. Rồi trời mưa tối trời nó tất luôn. Đó cái hai đứa mới trú mưa trên bên hiên nhà người ta đó. Bước mưa lạnh cái em mới mon men cái tay á, mình nắm tay vợ em cái vợ em nó mắc cỡ mà cái giật lại. Cái mình mới nói dùng chiêu mà mình nói xung quanh có nhiều người lắm nha. Rút da người ta la lên đó, để yên đi. Đó cái vậy em đi. Cứ thế là quen nhau. Trời ơi. Thế là quen nhau. Có nghĩa là gì? Nắm tay cô kia giật ra là em mới nói này đông người lắm á. Dạ đúng rồi. Rút cái tôi la lên cái là ta. Là em hù là em la đó hả? Không, ý người ta la đó. Người xung quanh người ta chọc á, cái vậy mất cỡ. Tính của em là hay mất cỡ nên em để yên nguyên luôn. Thứ là ông đó không có cơ hội nắm tay em. Trời ơi. Nắm tay có làm nữa không? Đâu có, anh lạnh thôi, nắm tay gì thôi. Là cái đêm mưa đó là yêu nhau luôn? Dạ đúng rồi. Tụi em yêu nhau lâu không? Là cũng khoảng 8 năm. Yêu 8 năm nè, giờ cưới nhau được mấy năm? Dạ 3 năm. 3 năm. Được 3 năm. Em bé chưa? Dạ. Trời có ơi. Được 16 tháng. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao tụi em yêu lâu vậy? Dạ tại vì hai vợ chồng em quen cấp 3 xong rồi học cao đẳng rồi lên đại học thì cũng mất 5 năm. Sau đó thì mình muốn cưới vợ thì mình phải chuẩn bị đầy đủ rồi mình mới cưới. Nhưng mà ba vợ em nói là thôi, biết khi nào mới đủ. Cứ thế mà làm tới đi. Là đó, thì cũng 8 năm. Tức là hai gia đình rất là ủng hộ cho cái mối tình của hai em đúng không? Dạ, nói chung 8 năm vậy thôi. Nhưng mà biết thì biết 1 năm thôi. Tại vì hai đứa em là quen nhau lén lút tới 7 năm. Dạ. Dạ, chắc là ba em không biết. Bây giờ là hai bên gia đình mới biết nè đúng không? Dạ, lên sóng là biết đó. Bây giờ mới biết câu chuyện đó. Em là khó lắm, tức là đi học là không có muốn mà yêu trai gái vậy. Dạ, đúng rồi. Phải có công ăn gì làm ổn định đàng hoàng rồi mới nói tới chuyện hôn nhân. Ảnh mà qua gặp em thì ảnh chỉ đứng ở ngoài thôi. Cái kèn á bóp tin ra hiệu em đi ra. Không vậy dạ. Tụi em cũng siêu phàm quá, giấu được tới 7 năm. 7 năm. Cây kim bọc 7 năm trời mới lòi ra hay thiệt. 8 năm yêu nhau, 3 năm sống chung với nhau. Dạ. Như vậy là vỏn vẹn là 11 năm. Dạ. Tức là tụi em đã quá hiểu nhau rồi phải không? Vậy thì bây giờ về ở chung với nhau có cái tật xấu nào lòi ra không? Chồng em thì chỉ có mỗi cái khuyết điểm là hơi nóng tính. Dạng như là tối mà ngủ á
ai mà khều khều là hơi bị bực bội, la lên. Giống như con bé dạo này nó hay thức đêm á, nó hay quậy phá, cứ lăn qua lộn lại không à. Mà nó chỉ thích là ba nó dỗ thôi, ba nó dỗ nó mới nín nó ngủ. Em dỗ dỗ em không được, cái em khều khều qua ba nó, cái ba nó bực bội quá, giục cái gối ôm xuống đất luôn, la lên vậy á. Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng dỗ, nhưng mà thích la như vậy đó. Dạ, la cái đầu là dạ, đúng rồi. Đã ngủ đúng không? Dạ không, tại trước đó thì em cũng bị mất ngủ cái năm á, nên cái chuyện mà giấc ngủ đó với em nó quan trọng lắm. Nhiều khi em ngủ không có ngon giấc nữa, nên khi mà bị vậy cái mình ảnh hưởng tâm lý á, cái mình bực bội, mình khó chịu lắm. Nhưng mà nó mất ngủ vậy chứ hả, mỗi lần mà ổng mua Lego về á là ổng có thể chơi tới 1-2 giờ đêm luôn. Nhà em bây giờ hả, có một bộ sưu tập nào là máy bay, tàu chiến, mấy con lính nhỏ nhiều lắm luôn á. Sở thích đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ổng bây giờ vẫn còn nhỏ tới giờ đó. Còn gì nữa không? Với lại ngủ nướng nữa, sáng cũng dậy trễ lắm luôn. Vậy có ngày cuối tuần có 2 thứ 7 chủ nhật thôi mà ổng ngủ nướng, có khi là ổng cho em ăn sáng là khoảng 10 giờ. Sao em không tự mua? Em có phải dạ đúng rồi, phải tắm rửa rồi cho nó bú, còn ổng là phải đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, mà ngủ gì trễ lắm. Giấc ngủ giống quan trọng mà ổng ngủ nướng thấy sợ luôn. Dạ. Rồi chồng em có ghen không? Có không chồng? Không có ghen. Em không có hỏi em hỏi ngược lại. Nói chung là em tại em trong sạch quá. Em không có gì ghen gió, mình không có ghen. Thì còn em có ghen chồng em không? Cái này không phải là ghen, mà do em suy diễn với bực bội thôi. Là đó là cái dịp Tết đó, cái người bạn này là cũng là bạn cấp 3 của hai vợ chồng luôn, từ Mã Lai về đây. Về là về hai vợ chồng luôn. Xong rồi có hẹn chồng em qua nhà chơi. Em biết thì em đòi theo, nhưng mà ông chồng em không cho theo. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì cô bạn đó đi làm ăn xứ người á, thì cổ có những cái câu chuyện mà muốn tâm sự với em. Thì em biết tính vợ em hay suy diễn, khó chịu nên em nói thôi ở nhà chơi đi, chồng đi chút xíu mình về thôi chứ không có gì đâu. Thế là cô suy diễn ra thế này thế kia, tại sao không cho mình đi, chắc thế phải có gì đó mờ ám. Mà đâu có gì đâu mà ta đi về chung với chồng ta mà đâu có gì mà. Đúng rồi, tự nhiên có vợ có chồng mà rủ có mình chồng qua thì em phải suy diễn chứ, có chuyện gì mà không cho em nghe được. Sao em không điêu với cổ là bây giờ hai chồng em qua rồi em nói chuyện với vợ với bạn em, còn vợ em nói chuyện với chồng của chị đó. Tại trong cái bạn đó là con người Mã Lai. Mã Lai đâu biết nói gì. Kệ nó, nói bằng tụng từ tua. Tua đi. Vợ có ghen. Chắc cũng không có ghen đâu. Nhưng mà vợ em chỉ có một cái tính xấu là có chuyện gì là không có nói liền, sụ mặt xuống làm lì lì, không nói tiếng nào hết trơn á. Mà cũng bướng lắm, mình nói hoài cũng vậy à. Nói có chuyện gì thì nói chồng đi, mình điều chỉnh. Không nói, cứ im từ sáng tới chiều, không nói tiếng nào hết trơn, mình bực cái mình la lên là nó khóc. Còn gì nữa không? Có cái tính là hậu đậu, ví dụ kêu thôi làm liền đi là sẽ một là quên, hai là đổ bể cái gì đó. Mà em đâu có biết đâu, về tự nói cho em nghe, khoe nó chồng ơi hôm nay vợ làm bể 2 ly rồi. Dạ cái đó là trong một tuần em làm bể 3 cái ly, là do cái ly mà em để hâm sữa cho con á. Em hay để ngay góc bếp á, thì chồng em thấy thì kêu vợ dẹp đi, đừng có để đây nữa nó bể. Cái em mới nói là thôi để đây đi ha, vợ hâm sữa cho con nhiều lắm, một ngày uống nhiều cữ lắm. Mà em hâm sữa sau cái em vua tay em làm rớt ngã đổ hết 3 cái ly trong vòng một tuần. Thế thấy là ông này ông nói em hậu đậu. Dạ chị là vậy. Chuyện chồng là em không phải là người kỹ tính đâu. Dạ quá kỹ luôn. Cái vụ mà lau nhà thôi, lau nhà bình thường ông không muốn đâu. Ông muốn là cái nhà phải đầy nước, là ông đổ nước ra sàn gì đó, xong ông lấy cây ông cào ra, giống như là nhà bị ngập lụt vậy á, ông mới chịu. Lau nhà là phải sạch bóng, đi là phải kinh kích. Trời đó. Giờ có muốn chồng thay đổi gì không cơ? Em chỉ mong chồng em là trong lúc ngủ á, mà con có thức á thì chịu khó dạy dỗ nó đi, để cho hai vợ chồng cùng ngủ được. Rồi không thấy rõ điều gì em. Vợ em chỉ có duy nhất một cái tính là lì bướng thôi. Ngoài những cái chuyện đó thì rất là thông cảm cho em rất nhiều. Tới ngày hôm nay thì em cũng mong là vợ em cứ như vậy. Nhưng chương trình này em cũng muốn nói là em thương vợ em nhiều lắm. Đó, nếu câu đó thì đứng lên ta nói đàng hoàng đi. Đứng ta nói kìa chị. Chồng cảm ơn vợ suốt 11 năm qua đã bên cạnh chồng và cũng như là giúp đỡ chồng, thông cảm chồng rất là nhiều điều trong cuộc sống. Hy vọng rằng vợ sẽ đi tới cuối con đường với chồng. Quá dễ thương. Dễ thương quá trời.
hôm nay vợ cũng muốn nói với chồng là vợ thương chồng nhiều lắm. Những lúc mà vợ ụ mặt là do tính bướng của vợ thôi. Chứ thật ra là vợ cũng không có giận gì nhiều đâu. Hai vợ chồng mình cứ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ. Ok. Dạ. Không còn gì để nói. Là tôi phỏng vấn cặp vợ chồng này mà từ đầu tới tôi là tất cả mọi thứ đều viên mãn cả. Quá tốt đẹp phải không nào? Xin dành một tràng pháo tay chúc mừng và chúc tụng cho đôi vợ chồng này. Rồi, cảm ơn tụi em nha. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên chúng ta làm một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thiên Vân, chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chúa Viên Nam Bifex, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng, trị giá 2.300.000 đồng. Món quà thứ ba đó chính là một bộ viên giảm cân Superstar của công ty Beauty Care USA, với các thành phần từ thiên nhiên giúp thanh nhiệt, giải độc, thu gọn vòng eo, cảm nhận hiệu quả ngay trong tháng đầu tiên. Và món quà thứ tư đó chính là một viên thuốc chui nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Kiều Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Hai bạn đau lưng lại nhau nghe kỹ câu hỏi nha. Đau lưng lại. Vợ của bạn ghét xem thể loại phim gì nhất? Vợ của bạn ghét thể loại nào? Quý quá. Chính dễ. Hành động Mỹ. Để xem Hiền ghét nhất môn gì? Quý quá. Kinh dị. Phim ma. Kinh dị. Rồi, hai bạn này hiểu nhau nè. Đây, mời võ và vợ của mình chọn màu đi. Em thích màu đỏ. Màu đỏ, đứng yên tại chỗ, đứng yên. Xanh. Hai vợ chồng, màu xanh. Tôi màu hồng, nam tính luôn. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Đề nghị quý vị, đếm nào. 1, 2, 3. Mời quý vị chuẩn bị đếm nào. 1, 2, 3. Trời ơi. Như vậy là khán giả chúng ta trong kỳ này sẽ có hai cơ hội nhận được hai phần quà như xem chừng vợ chừng son. Nếu như chúng ta trả lời được câu hỏi của Kiều Vân đưa ra, đó chính là một bộ sản phẩm sữa dưỡng trắng da toàn thân Phi Thiên Vân trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chúa Viên Nam Bifex trị giá 2.300.000 đồng. Và câu hỏi ấy như sau. Tật xấu của người chồng ở cặp đôi thứ nhất là gì? A. Mê game. B. Mê ngủ. C. Cả hai tật xấu trên. Và có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son xin chào tạm biệt. Chúng ta chắc chắn sẽ phải gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.